Xin chào các bạn, Bạch Ngọc Sát mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ của tác giả Mực Thích Lặng Nước. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp chương 50 của quyển 1, Biện Pháp Trả Tiền của Nèo qua giọng đọc của Lan Chi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. 7 giờ rưỡi tối, trên bàn ăn của nhà Moretti, Glenn vì sao chú chỉ làm cố vấn mà phải đi làm sớm như vậy? Có phải mấy công việc khẩn cấp của công ty bảo an kia khá nguy hiểm không? Benson xiên một miếng khoai tây hầm thịt bò, lo lắng mà nhắc tới chuyện lúc sáng sớm. Lan cẩn thận nhã xương cá, trả lời bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn. Có một sắp tài liệu lịch sử, cần chuyển tới lên ngay lập tức. Em phải trình diện kiểm kê để xác nhận không bỏ sót gì. Anh biết đó, cái đám chỉ biết giờ nắm đắm này hoàn toàn không biết tiếng phô sắc cổ là gì. Nghe hắn vậy, Benson nhai xong thức ăn trong miệng rồi cảm khái một câu. Tri thức đúng là rất quan trọng. Nhưng cơ hội này, Glenn lấy tờ tiền năm bảng còn lại đưa cho Benson. Đây là thù lao em nhận được thêm cho hôm nay. Anh cũng cần một bộ quần áo cho ra dáng mà. Năm bảng Benson và Melissa đồng loạt thốt lên. Benson cầm tờ tiền lên lật qua lật lại. Nửa kinh ngạc, nửa kiên ngờ nói, công ty bảo an này cũng hào phóng ghê nhỉ. Một tuần anh ta mới được một bảng 10 xô, bốn tuần là vừa tròn bộ sáu bảng. Gần bàn tiền thù lao thưởng thêm này. Mà dựa vào tiền lương đó anh có thể nuôi hai người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể ăn thịt hai ba lần một tuần. Hàng năm đều có thêm vài bộ quần áo mới. Không ai nghi ngờ gì à, Glenn cố ý hỏi ngược lại. Benson cười ha ha. Anh nghĩ là chú không có năng lực đó, cũng không có cái gan đi cướp ngân hàng. Anh không phải là người biết nói dối. Melissa dừng dao nỉ lại trả lời nghiêm túc. Bây giờ anh là một kẻ nói dối không chớp mắt này. Glenn bỗng cảm thấy xấu hổ, tuy do thực tế ép buộc, nhưng được cô em gái tin tưởng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy trong lòng phiền muộn. Công việc hôm nay có vẻ gấp, cũng rất quan trọng em lại có vai trò khá quan trọng nữa. Đây là lý do vì sao được năm bản. Glenn giải thích sơ qua. Từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là thật. Về phần kinh phí năm bản sắp phát, món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc bộ bói toán hắn định giấu riêng. Một là nếu mang năm bản nữ về nhà sẽ làm hai người kia sợ, khiến bọn họ nghi ngờ rằng có phải mình đang làm công việc bất hợp pháp không? Hai là vì học tập, và nắm giữ tri thức thần bí về thầy bói, cho nên hắn phải tích góp lại để mua thêm vật liệu. Benson thỏa mãn cắn một miếng bắt yến mặt. Suy nghĩ hơn 10 giây rồi mới nói. Công việc của anh hiện giờ, chả cần quần áo ra dáng làm gì cả. Ừm, nói cho đúng thì vải dệt rất là tốt, nhưng bộ ở nhà thế này là đủ rồi. Không chờ lan khuyên giải, anh chủ động nói. Có khoản thu nhập thêm này, chúng ta coi như có tiền tiết kiệm thật sự rồi anh định mua thêm mấy cuốn sách về kế toán để học chuyên sâu glenn và melissa ạ à, anh không muốn năm năm nữa lương một tuần của anh vẫn dưới hai bảng các em biết đấy ông chủ với tay quản lý của anh toàn đầu cứt. cứ há miệng là nói chuyện phục ra thứ có mùi kinh khủng ý tưởng rất tuyệt glenn đồng ý tiện thể dấn dắt sao không học thêm một bộ sách văn pháp trong phòng em nữa nếu muốn trở thành người có thể diện thực sự và nhận được thuộc lao tương xứng đây chính là yếu tố mấu chốt đấy Có lẽ không lâu nữa Cuộc thi tuyển nhân viên công vụ Sẽ xuất hiện ở vương quốc Ruen Chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ có lợi không ít Nghe vậy mắt Benson sáng lên Anh suýt nữa thì quên việc này Nào hãy cụng ly cho tương lai tốt đẹp của chúng ta Anh không uống bia mạch đen Mà rót canh hào vào ba cốc Rồi cụng nhẹ với hai người em của mình Uống cạn nước canh Glenn nhìn cô em gái đang hăng hái chiến đấu với món cá rán khẽ cười nói. Ngoài sách cho anh cả, em nghĩ Melissa cũng cần một chiếc váy mới. Melissa ngẩng mặt lên lắc đầu liên tục. Không, em thấy tốt nhất là... Tích cóp lại. Glenn bổ sung giúp con bé. Vâng. Melissa gật đầu thật mạnh. Thực ra không dùng vải về và thiết kế mới nhất thì sẽ không quá đắt. Tiền còn thừa chúng ta tích cóp lại là được. Glenn nói với thái độ không cho phép từ chối. Benson cũng phụ hòa. Melissa, chẳng lẽ em định mặc váy cũ trong dạ tiệc sinh nhật 16 tuổi của Selena à? Selena Good là bạn học kiêm bạn tốt của Melissa. Điều kiện gia đình không tệ, anh trai cô ta làm cố vấn pháp luật, cha là nhân viên lâu năm ở chi nhánh tiên gan của ngân hàng Beckland. Chẳng qua cái mà bọn họ gọi là dạ tiệc, chính là mời bạn bè tới ăn tối, nói chuyện phím hoặc chơi bài. Vâng, Melissa cúi đầu xuống. Khẽ thưa, sau đó chọc mạnh vào một miếng thịt bò hầm con bé im lặng một lúc bỗng nhớ tới một việc bèn vội ngẩng đầu lên nói phu nhân xét nhà bên bảo hầu gái đưa thịt mời tới mong là chiều chủ nhật chính là bốn giờ chiều mai ấy tới thăm chúng ta kiểu nữ chính thức mà làm quen hàng xóm mới bà sét là mù tịt nhìn anh trai và em gái benson giơ ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn ăn vừa như tự hỏi vừa như đang nói bà sét ở số 4 phố Hoa Thủy Tiên. Anh gặp chồng bãi rồi, là một vị cố vấn pháp luật lâu năm. Cố vấn pháp luật lâu năm, có lẽ ông ta biết anh trai của Selina. Melissa tỏ ra mừng rỡ. Nhà chúng ta là số 2 phố Hoa Thủy Tiên. Lan khẽ gật đầu nói. Làm quen với hàng xóm là chuyện cần thiết. Chẳng qua mọi người biết đó, Chủ nhật em vẫn phải tới công ty, chỉ thứ hai mới được nghỉ. Nên nói tiếng xin lỗi với bà xét giúp em nói tới đây hắn nhớ tới hàng xóm ở đời trước, lại nhớ tới hàng xóm ở nhà trọ phố chữ thập sắc, buồn cười khẽ thở dài nói: Thăm kiểu nữa chính thức, không phải là hàng xóm nên quen biết và tiếp xúc tự nhiên sao? Ha, Glenn chú không rõ rồi. Gần đây chú đọc không ít báo chí nhưng lại chẳng đọc mấy cuốn tạp chí cung cấp cho đám gia đình với phụ nữ. Bọn họ gọi những gia đình có thu nhập từ một trăm tới một nghìn bảng một năm là tầng lớp trung lưu nói rằng đây là giá của cả vương quốc. Cũng ca ngợi Tầng lớp trung lưu không có sự ngạo mạn như quý tộc và phú hào, cũng không thô lỗ như tầng lớp thấp. Benson giải thích rất thoải mái và khoái trá. Những tạp chí này đơn giản hóa không ít nghi thức kết giao của đám quý tộc, coi đó là dấu hiệu của tầng lớp trung lưu, tới chơi thân mật, thăm nữ chính thức và thăm chính thức bắt nguồn từ chỗ này. Nói xong, anh lắc đầu, bật cười. Nói như vậy, những quý ông, quý bà, quý cô coi mình thuộc tầng lớp này trẻ rất chú ý những chi tiết tương tự. Bọn họ thường tới thăm hàng xóm và bạn bè vào khoảng thời gian từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối gọi là thăm sáng sớm. Tới thăm sáng sớm Glenn và Melissa đều kinh ngạc thốt lên 2 giờ chiều tới 6 giờ tối thì sáng sớm cái nỗi gì chứ? Benson đặt dao và nĩa xuống nhúng vai cười nói anh cũng chịu Dạo này anh đọc tạp chí mà mấy cô đồng nghiệp mang tới Ừm có lẽ là vì mặc trang phục đi lễ sáng sớm sang chơi mà. Ban đầu trang phục lễ sáng là lễ phục cho lễ Misa tụ hội, sau đó thì thay bằng bộ vest, khác hẳn với trang phục lễ muộn. Được rồi, sáng mai hai người nhớ mua bột cà phê với lá trà tốt hơn nhé. Thêm ít bánh nướng xốp với bánh chanh ngọt chỗ bà Slin nữa. Không thể nào thức lễ với hàng xóm được. Glenn cười một tiếng, lấy miếng bánh mì còn lại chấm xuống với nước thịt, kẹp ít khoai tây rồi cho vào miệng. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng là ngày Chủ nhật. Glenn uống hết cốc trà sáu, đặt tờ báo xuống đội mũ phớt, cầm cây gậy ba to mạ bạc rồi chậm rãi đi ra khỏi nhà lên xe ngựa công cộng tới phố Zutland. Hắn chào hỏi Rosen, người về kết thúc ca trực đêm và đang định sang phòng nghỉ, ngủ mù một giấc rồi đi xuống lòng đất. Ở khúc quanh, hắn gặp được một đội viên của kẻ gác đêm là kẻ không ngủ, Loya Riding. Cô ta là một người trông khá lãnh đạm, có hàng lông mi dài và nhỏ. Đôi mắt khá to cùng với mái tóc đen bóng như lụa. Chào buổi sáng, Raiden. Lên mỉm cười chào. Luya liếc hắn với đôi mắt màu xanh đậm. Chào lại với cái gật đầu rất khẽ. Khi hai người bước qua nhau, Luya bỗng dừng lại, mắt vẫn nhìn phía trước. Nghi thức ma pháp là thứ rất nguy hiểm. Hả? Lên ngẩn ra, khi hắn quay người lại thì chỉ thấy bóng lưng xa dần của cô ta. Cảm ơn, hắn nhíu mày, khẽ hô với theo bóng lưng của Loya Raiden. Rẽ vào bên trái, hắn nhanh chóng gặp được lão Neo, vốn đang trực ở kho vũ khí, và Brett, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Đi thôi, tới nhà của tôi, tôi đã nhận đủ tài liệu tương ứng rồi, Brett cũng đã đồng ý trong kho giúp rồi. Neo cười hớ hớ. Glenn lập tức kinh ngạc, không ở đây à? Neo xách lên một cái gương nhỏ bằng bạc, Chợt một tiếng, chỗ này không có không gian để luyện tập nghi thức ma pháp. Len không hỏi nhiều mà đi theo neo trở lại mặt đất, sau đó hai người đi xe ngựa công cộng về khu ngoại ô phía bắc. Nhà của lão neo là một tòa nhà theo dãy, trước nhà có trồng các nguyên liệu như hoa hồng, kim bạc hà. Vừa bước vào là cửa hiên trải thảm, bên trong là hai dãy ghế với phần tự cao và một cái giá để ô. Qua cửa hiên là phòng khách rộng rãi, với tường được dán giấy, sáng màu, và sàn lát màu nâu sậm. Ở chính giữa có trải thảm với hoa văn nhỏ và một chiếc bàn tròn trông khá nặng. Xung quanh bàn tròn là ghế dài, ghế dựa và một chiếc đàn dương cầm. Người vợ đã khuất của tôi rất thích âm nhạc. Nghe chỉ vào đàn dương cầm thuận miệng nói. Sofa với bàn trà ở phòng khách. Hôm nay chúng ta thực hiện. nghi thức ma pháp ở phòng khách đi. Vâng, Clan có phần câu nệ. Nè đặt rương bạc xuống, cười nói để tôi biểu diễn một nghi thức cho cậu xem. Chú ý quan sát và ghi nhớ. Trong lúc nói, ông ta lấy một tờ giấy giả da từ trong rương nhỏ rồi dùng thứ mực nước màu đen có mùi của sự yên tĩnh vốn được điều chế riêng, vẽ những hoa văn kỳ quái lên tờ giấy kia. Glenn nhìn, phát hiện dường như Neo đang vẽ một tờ hóa đơn. Chờ khi Neo điền mấy chữ 30 và ký hiệu bản lên vị trí tương ứng, Glenn không nhận được nữa, vừa nghi ngờ vừa không hiểu mà hỏi. Nèo, ông định tiến hành nghi thức ma thuật nào vậy? Nèo ho khan hai tiếng rồi trả lời nghiêm túc. Hôm nay tôi định dùng ma pháp giải quyết món nợ 30 bản kia. Thế mà cũng được á. Lên trợn tròn mắt, miệng há hốc. Hết chương 50. Quý vị độc giả có thể ủng hộ bằng cách donate vào số tài khoản trên video này hoặc thông tin tài khoản ở dưới phần chú thích. Chân thành cảm tạ quý vị mạnh thường quân.